ba cái gì đây? Toàn hố sâu. Mà đi đây bom bom đi. Âm nhẹ không? Mới hẳn đi. Cái gì đen đen thì các bác? Hình như là nồi hả? Đồng. Mày cao hay nhận gì? Là tên. Chương nhân Tết rồi. Bánh chương nhân thịt ở đây. Cái pô rồi bắt đầu. Cứ vào mang mang chỗ này. Hắn không phải nồi đóng sơn. Mới bên cạnh nó bay với bom mà. Tập tập cho mấy con pô rồi mà chứ. Con pô rồi chứ. Don't walk, 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 walk.
chạy với thằng cha cho nó mò. Khuyên trong đồng mưa mà mình đã sẽ thả cuồng tại thế. Chẳng phải đâm thì mà đâm vào mình đâm miệng mò. Tập hứa xong là tia mò chảo nữa. Cứ tập luôn mà đi hiến nữa đi bây giờ. Cay hơn mà.